Thưa quý vị, bánh hỏi là một món ăn thường xuất hiện trong các mâm cỗ và các quán ăn bình dân ở các tỉnh Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Cách thưởng thức bánh hỏi thì cũng vô cùng đa dạng, mỗi vùng miền thì lại có những kiểu biến tấu khác nhau. Nơi thì ăn kèm với thịt quay, có chỗ thì lại ăn với nem rán. Và trong Việt Nam ngày mới sáng nay thì chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị, mình sẽ ghé đến thăm quán Lily, một quán ăn cũng rất là bình dân. Và để thưởng thức một sự kết hợp thú vị giữa món bánh hỏi với cháo lòng của người dân Bình Định, quý vị nhé. Xin chào quý vị, như đã nói thì trong buổi sáng ngày hôm nay Hải Triều sẽ dùng một món đặc sản của Bình Định, đó chính là cháo lòng bánh hỏi ngay từ địa chỉ là 160 Nguyễn Văn Khối, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ chúng ta cùng vào quán và thưởng thức món ăn này nhé. Mỗi lần về quê thì chưa về tới nhà là mình đã ghé vào cái quán bánh hỏi cháo lòng để mình thưởng thức. Mình rất là thích món ăn này cho nên mình mở quán. Tất cả là nguyên liệu là mình nhập từ ở ngoài quê hương Bình Định mình vào. Thì nó có nhiều cái đặc trưng riêng của vùng miền. Chẳng hạn như bánh hỏi thì có một cái loại gạo đặc trưng để dành cho làm bánh hỏi. Sẽ nhập hẹ mà hẹ xẻ ở ngoài quê. Có cái mùi vị thơm nhẹ, lòng cũng vậy. Cháo lòng ở quê hương mình thì nó có cái đặc trưng là luộc lòng để lấy cái cháo đó để nó thơm vị cái lòng heo. Bên cạnh đó là nó có một cái đặc trưng mà các vùng miền khác không có. Thì đó là cái huyết mín của con heo để mà pha vào cái cháo nó tăng lên cái độ thơm đậm đà của cái vị cháo lòng. Đây là một phần bánh hỏi cháo lòng ngay tại Lily quán đặc sản của Bình Định. Bây giờ thì Hải Triều sẽ mời quý vị sẽ cùng ăn sáng với Hải Triều nhé. Nhưng mà có một cái điều rất là thú vị ở đây, đó chính là chúng ta có thể ăn trực tiếp ở trong một cái dĩa như thế này, hoặc là chúng ta cũng có thể ăn cái chén nhỏ như thế này đây. Thôi đã đến đây rồi thì mình sẽ nhập gia tùy tục nhé. Mình sẽ ăn trên cái dĩa như thế này để đúng với lại cái phong cách của người Bình Định đó. Đây, Hải Triều thấy là một phần như vậy rất là nhiều luôn. Đó. Người thấy là bánh hỏi nữa nè, bánh hỏi kẹp với lại chút lòng, rất là hấp dẫn đúng không ạ? Đây gọi là quốc hồn quốc túy. Nước mắm chúng ta sẽ chấm vào nhé. Chấm một miếng lòng, ăn một miếng bánh hỏi thì phải có một muỗng cháo. Cháo ở đây hãy điều giờ vẫn còn nóng luôn ạ. Thưởng thức nha. Hải Triều cũng biết có món này lâu rồi nhưng mà ngày hôm nay mới có cơ hội để mà có thể thử trực tiếp như thế này. Quả thật là danh bất hư truyền ạ. Với những ai mà chúng ta yêu ẩm thực của Bình Định hoặc là chúng ta có quê gốc ở Bình Định mà đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh thì Hải Triều nghĩ là 160 Nguyễn Văn Khối, quận Gò Vấp là một trong những cái gợi ý của tất cả quý vị để chúng ta có thể tìm về những món ăn quê hương của mình quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần trải nghiệm của Hải Triều trong buổi sáng ngày hôm nay. Hải Triều sẽ tiếp tục với cái phần ăn sáng được của mình đây. Xin chào tất cả quý vị ạ.